Mẹ đi đây nhá, bye bye. Bye bye mẹ. Hôm mẹ cái nào. Wow, bye bye em. Bye bye mẹ. Ok. Mẹ vừa đi một cái đã mở tivi lên luôn. Rồi xong. À, có vẻ như là nàng ta rất là thích khi mà bố mẹ không có ở nhà và nàng ta được thoải mái sử dụng không gian riêng mà không có ai để ý và được làm những cái việc mà bạn ấy thích. Thì thấy bạn ấy có vẻ rất là phấn khích khi mà được mẹ giao cho cái nhiệm vụ là ở nhà một mình. Mi ơi, Mi ơi. Hả? Mi có đang làm việc nhà không Mi? Mi thấy rất là buồn cười. Trong mắt mình thì thật ra con mình thì lúc nào cũng thấy dễ thương hết ấy. Nhưng mà cái lúc đấy thấy bà ấy giật mình, bà ấy chạy vào để bà dọn nhà cũng buồn cười ấy. Bắt đầu dọn giường đấy. Mi ơi, Mi đang làm gì thế? Cho sức của Vi biết với. Đang dọn giường. Làm xong một công việc rồi. Vậy công việc tiếp theo Mi sẽ làm là gì nè? Nhìn cái giường thì tưởng rất là bừa bãi nhưng thật ra là có ý đồ cả. Cái khăn mặt cũng phải đắp lên. Mà nếu mà dọn đi thì kiểu gì cũng kê. Mẹ siêu nhân. Khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube Giao Quanh Show, từ ngày 16 tháng 3, 2024.